Tướng quân nói rằng sau khi chiến thắng, đã mang về một cống phẩm tuyệt vời muốn tặng cho huynh đệ, đó là một cô gái ở nước Tây Vực sắc đẹp phải nói là tuyệt trần. Và tướng quân đã đem cô gái Tây Vực tặng cho vị quan văn kia, mới nhìn qua, vị quan văn đã say đắm bởi sắc đẹp tuyệt vời của cô gái Tây Vực lao vào muốn trịch em gái này. Nhưng cô gái đã van xin phản kháng, đừng hiếp dâm cô, bởi cô đã có chồng ở nhà. Nhưng với sắc đẹp đó, tướng quân mặc kệ sự phản kháng, lao vào cởi quần áo và hiếp dâm nữ Tây Vực. Nữ Tây Vực sau khi bị kích thích cơn dâm đãng cũng đã nổi lên, lao vào bú cu cho vị quan văn, và cứ thế, họ làm tình mọi nơi mọi lúc mà không chán, cô gái Tây Vực cũng đã quên luôn người chồng ở quê nhà.